Thưa quý vị, bệnh than hay còn gọi là bệnh nhiệt thán, mặc dù không phổ biến tại Việt Nam nhưng vẫn có khả năng tồn tại mầm bệnh. Bệnh có nhiều tổn thương, khi bệnh than tiến triển có thể gây sốc, suy đa tạng, viêm màng não và có thể dẫn đến tử vong. Hiện nay hai địa phương đang xuất hiện ca bệnh là Điện Biên và Hà Giang đều đang căng sức phòng chống bệnh than với hàng chục ca bệnh. Đặc biệt nguy cơ căn bệnh này lan từ các tỉnh miền núi về miền xuôi là không hề nhỏ, ghi nhận của phóng viên VTC14. Cùng với Điện Biên, Hà Giang cũng là địa phương xuất hiện ca bệnh than ở huyện Mèo Vạc. Khi phát hiện ca bệnh nghi ngờ, các bệnh viện tuyến huyện đã liên hệ với bệnh viện tỉnh để chuyển bệnh nhân lên đây cách ly, điều trị kịp thời. Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang đã bố trí một phòng khám dành riêng cho các bệnh truyền nhiễm, nằm ở phía ngoài cạnh khoa cấp cứu. Cùng với đó, khoa truyền nhiễm cũng dành riêng một khu cách ly với 10 giường bệnh để sẵn sàng thu dung điều trị bệnh nhân mắc bệnh than. Thường thì chúng tôi dựa mấy cái, một là những cái báo trước của các đơn vị y tế tuyến cơ sở báo lên, và vấn đề thứ hai là chúng tôi có phòng khám truyền nhiễm mà chúng tôi có phòng khám riêng. Còn những trường hợp mà nặng thì bắt buộc là phải có những cái điều trị tích cực, chẳng hạn như là có thể là phải thở máy, có thể phải lọc máu, đấy là những cái trường hợp mà suy đa phủ tạng, càng ngày thì diễn biến của bệnh nó càng nặng lên. Chính vì thế mà đến sớm thì là cái tiên lượng của nó tốt hơn. Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận định bệnh than đang bùng phát mạnh nhất trong 10 năm trở lại đây. Trước nguy cơ này, các bệnh viện miền núi phía Bắc, nhất là các tỉnh vùng biên, đang rất cảnh giác trong việc phát hiện ca bệnh. Đặc biệt, các ca bệnh có tiền sử giết mổ trâu bò chết mà có vết loét trên da sẽ được khám sàng lọc kỹ và được đưa đi cách ly. Những bệnh nhân mà có tiếp xúc với này, những cái động vật đấy giết mổ và tiếp xúc và ăn những cái bệnh những cái con vật mà chết không rõ nguồn gốc đấy, và sau đấy là sốt trên da, có thể là xuất hiện các cái vết loét chợt, hoặc là mắt, hoặc là có dấu hiệu ho khó thở, thì bắt buộc phải đến bệnh viện để kiểm tra càng sớm càng tốt. Còn ở tỉnh Điện Biên, hiện có 3 ổ dịch bệnh than tại huyện Tùa Chùa. Có 114 người giết mổ và ăn thịt 2 con bò, 1 con trâu chết. Bộ Y tế đã cử đoàn bác sĩ của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương lên tăng cường hỗ trợ điều trị bệnh nhân. Các bác sĩ cho biết, hiện tỉnh Điện Biên có 13 trường hợp nhiễm bệnh than thể da. Bệnh than thể da là một cái thể nó cũng không quá nặng và nó cũng điều trị nó không quá khó khăn. Tuy nhiên là còn 114 người mà tham gia cái việc giết mổ và ăn cái thịt trâu bò chết ấy, thì vẫn còn đang, chúng ta vẫn phải tiếp tục phải theo dõi và điều trị dự phòng ở một số trường hợp. Nhiều người đang đặt ra câu hỏi liệu các địa phương dưới xuôi có nguy cơ mắc bệnh than hay không? Các chuyên gia khẳng định, bệnh than hoàn toàn có nguy cơ di chuyển xuống miền xuôi nếu người dân vận chuyển thịt gia súc nhiễm bệnh. Đáng lưu ý, kể cả những sản phẩm thuộc da, thịt trâu bò sấy khô, gác bếp cũng có thể là mầm bệnh. Có những cái sản phẩm, ví dụ như những loại thịt và từ những động vật nó nhiễm than từ những vùng bên trên mà vận chuyển về xuôi bán, hoặc là thậm chí những sản vật vật như là da thuộc, như là lông thú trên đấy mà nó bị nhiễm bệnh, hay là chúng ta thấy phổ biến những sản phẩm như là thịt trâu bò khô, thịt trâu bò các bếp ấy. Mà nếu mà không may mà chế biến từ cái con vật mà nó bị nhiễm than ấy, thì khi chúng ta vận chuyển xuống dưới xuôi thì những người dưới xuôi khi sử dụng vẫn có nguy cơ bị nhiễm bệnh. Đặc biệt thì nó có thể chuyển thành một cái thể nó gọi là nha bào, và với cái thể nha bào ấy thì nó có thể nó tồn tại rất là lâu ở ngoài môi trường. Thế và khi mà chúng ta bị đi qua cái khu vực mà nó có cái nha bào của cái con vi khuẩn than ấy, nếu như mà chúng ta tiếp xúc mà nó thông qua các vết chảy xước, hoặc chúng ta hít phải, chúng ta nuốt phải các vật mà nó có chứa cái nha bào ấy. Ví dụ như là chúng ta hít phải bụi hoặc nó chứa nha bào, hoặc là chúng ta ăn phải những cái vật dụng mà nó có cái nha bào như vậy, nó chưa bị giết chết, thì nó có thể nó phát sinh bệnh ở người. Bệnh than không phổ biến, nhưng khi đã bùng phát thì rất nguy hiểm. Bệnh than lây qua đường hô hấp, giọt bắn, đường máu, tiếp xúc những bề mặt chứa vi khuẩn lây nhiễm. Khi người bệnh nhiễm vi khuẩn than ở thể nặng, có thể gặp biến chứng suy đa tạng, viêm màng não, tỷ lệ tử vong dao động từ 25-60%. Chính những yếu tố này khiến bệnh than được xếp vào bệnh dễ lây lan, tử vong cao. Hiện nay ở các tỉnh miền núi phía Bắc, bệnh viện tuyến huyện đã được tập huấn rất kỹ về loại bệnh truyền nhiễm này và hoàn toàn có thể chẩn đoán được.